Xin chào quý vị và các bạn. Mưa dông đang là thời tiết cần chú ý trong hôm nay trên các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Bắc Bộ đang bước vào đợt mưa dông diện rộng với cục bộ sẽ xuất hiện những điểm mưa rất to. Còn ở phía Nam, mưa dông cũng đang tăng hơn về thời điểm chiều tối. Đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ đã bắt đầu từ đêm qua và dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày mai, 4 tháng 7. Trong tâm mưa sẽ tập trung chính tại khu vực vùng núi và Trung Du với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 150mm. Còn với khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, lượng mưa nhỏ hơn, dao động từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Do mưa lớn dồn dập, cần đề phòng nguy cơ về ngập úng, sạt lở và lũ quét có thể xảy ra, quý vị hết sức đề phòng. Mưa nhiều khiến nền nhiệt hôm nay ở Bắc Bộ giảm hẳn. Khu vực vùng núi phía Bắc mức nhiệt cao nhất chỉ từ 30 cho tới 32 độ. Với khu vực Trung Du và vùng đồng bằng, nhiệt độ trong ngưỡng 32-34 độ. Với Trung Bộ, những hình thái gây mưa phía Bắc cũng gián tiếp làm vùng thấp nóng phía Tây và gió phơn yếu đi. Nắng nóng chỉ còn tập trung tại các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở vào tới Phú Yên, mức nhiệt là từ 35-37 độ. Các tỉnh thành còn lại do có mưa dông rải rác, nhiệt độ sẽ không vượt quá 35 độ. Ở phía Nam, rãnh thấp có trục 7-9 độ vị Bắc cũng đang gây mưa dông gia tăng vào chiều và tối tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ có điểm xuất hiện mưa to, lượng mưa là trên 70mm. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa tăng, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại cả hai khu vực giảm nhẹ. Ở khu vực Tây Nguyên giảm còn 28-31 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 32-34 độ. Trên biển, mưa rào và dông rải rác trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Các tỉnh thành Bắc Bộ đang bước vào đợt mưa dông trên diện rộng. Vì vậy, thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện rải rác trong ngày với xác suất mưa lớn là trên 75%. Do mưa tăng, trời nhiều mây nên hôm nay nền nhiệt tại thành phố sẽ giảm hẳn, dao động từ 27 cho tới 33 độ. Trái lại, ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay trời nắng từ sớm, mức nhiệt trưa nay lên tới 35-36 độ. Nắng nóng duy trì trong khoảng từ 11-15 giờ chiều. Về chiều tối, khả năng mưa dông xuất hiện. Mưa sau một ngày nắng nóng dễ đi kèm với dông sét và gió giật mạnh, quý vị cần hết sức chú ý. Ở phía Nam, mưa dông cũng là thời tiết cần phải lưu ý. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh khả năng xuất hiện mưa sớm từ khoảng sau 14 giờ. Cục bộ có điểm mưa, có mưa lớn gây ngập úng các tuyến đường và khu vực trũng thấp. Do mưa tăng, nhiệt độ ngày đêm trên thành phố sẽ giảm nhẹ, dao động từ 26 cho tới 33 độ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với quá trình hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao, nên từ chiều tối nay đến ngày 4 tháng 7, khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào đợt mưa dông diện rộng mới. Cảnh báo mưa vừa mưa to tập trung tại khu vực vùng núi và Trung Du. Quý vị cần đề phòng nguy cơ về sạt lở, ngập úng, lũ quét có thể xảy ra do mưa lớn. Do mưa nhiều, nền nhiệt cao nhất ngày trên toàn Bắc Bộ giảm hẳn. Hai ngày tới, mức nhiệt chỉ từ 31 cho tới 34 độ. Từ ngày 5 tháng 7, do các hình thế gây mưa suy yếu, Bắc Bộ mưa giảm nhanh, nhiệt độ sẽ có xu hướng nhích dần lên, nhưng mà chưa có khả năng gây ra nắng nóng trên diện rộng tại khu vực này. Với Trung Bộ, nắng nóng diện rộng đã kéo dài suốt từ cuối tháng 6 và vẫn chưa có biểu hiện kết thúc. Ngày mai suốt từ Nghệ An trở vào tới Quảng Ngãi, trời nắng từ sớm, nhiệt độ cao nhất trưa chiều lên mức 35-37 độ, có nơi trên 37 độ,
độ ẩm không khí thấp chỉ từ 45 đến 55%. Sang tới ngày mùng 4, mùng 5 tháng 7, mưa rông khả năng xuất hiện rải rác, cục bộ có mưa rông mạnh giúp nắng nóng trên Bắc và Trung Trung Bộ sẽ giảm dần. Mưa rông sau những ngày nắng nóng thì cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ở phía Nam cũng từ ngày mùng 3, mùng 4 tháng 7, mưa rào và rông gia tăng hơn trên diện rộng. Một số nơi có thể xảy ra mưa to và rông mạnh đi kèm lốc sét và gió giật nguy hiểm. Do mưa tăng, mức nhiệt cao nhất trong 2 ngày tới cũng có xu hướng giảm nhẹ, dao động từ 27 đến 30 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 30 đến 33 độ với khu vực các tỉnh thành Nam Bộ. Trên biển trong 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió hướng Đông Nam phổ biến mức cấp 4, cấp 5. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam đến Nam khoảng cấp 3, cấp 4. Ngoài ra thì tại đây tiếp tục có mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết của ngày 2 tháng 7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.